pháo đón Tết chào đón năm mới 2024. Shopping tại siêu thị Dịch Vọng chúng ta sẽ có rất là nhiều các sản phẩm giảm giá nhưng chất lượng rất là tốt. Xin mời quý vị mở cửa từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, hàng tuần trong tuần tất cả các ngày tại 141 Ring Trang 10365 Berlin. Trân trọng kính mời.